Bé chỉ cần nhìn đầu bếp cắt rau. Giây tiếp theo. Kỹ năng dùng dao tuyệt vời này khiến đầu bếp cũng phải choáng váng. Nhưng điều bất ngờ hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy tay cậu bé như một cái máy. Trong vòng 60 giây, cắt ra được 10 triệu lát cà rốt. Chỉ sử dụng một con dao mà có thể 1.000 nhát dao nhanh như gió. Đúng là một thiên tài có 102. Chú có thể cho con một công việc không? Nhưng thật đáng tiếc, đầu bếp không muốn nhận cậu bé. Rốt cuộc sử dụng lao động trẻ em là bất hợp pháp. Vì lý do này cậu bé đã bị từ chối nhiều lần liên tiếp và sống vô gia cư trong 3 ngày nay. Nhưng họ không đau lòng quá lâu. Ông nội của cậu bé, chú Bình, từng là một đầu bếp hàng đầu. Chỉ những nhát chém ngẫu nhiên, cắt lát cà rốt giống như đang nhảy múa. Trong vòng 2 phút, món ăn sánh ngang Michelin đã sẵn sàng. Tuy nhiên, kỹ năng nấu ăn tốt như vậy lại không thể truyền thụ. Con trai duy nhất không biết nấu nướng, nấu ăn coi như bỏ đi, chỉ muốn làm luật sư. Người chú tức giận bỏ nhà đi, bay từ Hoa Kỳ đến Thành Đô. Điều may mắn nhất là ông ấy đã gặp cậu bé. Cậu bé có năng khiếu từ khi còn nhỏ. Cậu bé cũng muốn học cách nấu ăn. Trên cùng đặt vài lát chanh, đặt cả một khối đậu phụ vào đó, đặt các loại thực phẩm khác nhau ở xung quanh, hấp trên lửa nhỏ trong nửa giờ. Cuối cùng chỉ cần rắc một ít dưa chuột vào. Bây giờ chỉ cần chờ thành quả. Đậu phụ của cậu bé đã được nấu chín. Cắn một cái, chú Bình đã thừa nhận cậu bé. Hay là để cậu bé trở thành người kế thừa ẩm thực của mình. Nhưng điều này cũng làm dấy lên sự bất mãn của một người khác. Anh ta đã thử xin học vài lần, nhưng vì xấu tính nên nhiều lần bị chú Bình từ chối. Vì vậy ôm một mối hận trong lòng, anh ta muốn làm một điều gì đó. Cơ hội đã tới. Cậu bé tham gia cuộc thi MasterChef thay cho chú Bình. MC nghĩ rằng cậu bé đến đây để chơi. Đừng làm phiền, con muốn tập trung làm đồ ăn. Ồ, tính khí của đứa bé không nhỏ. Nhưng mọi người đã biết cậu bé không phải người thường. Chỉ vài phút trước, chú Bình chuẩn bị tham gia vua đầu bếp. Để thắng được ông ta, người xin học việc, hối lộ người khác để đánh thuốc chú Bình. Thấy cuộc thi sắp bắt đầu, nhưng ông ấy vẫn còn trong nhà vệ sinh. Ngay sau đó cậu bé giúp xem kìa, đúng là một đứa trẻ không biết trời cao đất dày. Mọi người cũng nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng nên để cậu tới thay. Chẳng mấy chốc cuộc thi bắt đầu, những người khác đang chiên, quay, xào, hầm và nấu ăn, mỗi người thể hiện những kỹ năng đặc biệt của riêng mình. Chỉ có cậu bé là bình thản ăn vải, sau khi ăn uống no say mới bắt đầu đun dầu, sau đó nhặt cả một khối đậu phụ mà không cắt nó, đặt vào chảo dầu trước mặt. Nếu hỏi tại sao thì là, làm như thế là để đậu hũ đạt được hiệu quả cháy bên ngoài và mềm bên trong. Sau đó rắc một ít ớt bột, điều quan trọng nhất là thìa đậu bí mật này, từ một chút, đúng vậy, chính là hương vị đó. Khi gần chín thì úp ngược thố vào nồi, làm như thế để giữ được hương vị thuần khiết. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đậu phụ trong chảo cũng đã sẵn sàng. Khi cuộc thi kết thúc, ban giám khảo nếm thử tất cả các món ăn, chỉ trừ món của cậu là không ai nếm. Có lẽ họ sợ bị đầu độc khi nhìn thấy hoạt động lạ mắt đó. Cho đến khi cậu bé không ngừng cầu xin, các giám khảo đã liều mạng để thử, nhưng họ không mong đợi hương vị từ món ăn này. Sau đó tất cả các giám khảo đều ngạc nhiên, hương vị tốt. Họ thảo luận với nhau, chọn ra quán quân từ các thí sinh. Trong không khí căng thẳng đó, cuối cùng cậu bé đã xuất sắc giành chức vô địch. Một thế hệ bếp trưởng mới đã ra đời từ đó.